Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Nhắc đến Trung Quốc là các bạn không thể nào không biết những bộ hoạt hình 3D kỳ công hấp dẫn, không chỉ ở Việt Nam ái mộ mà còn ở nhiều nước khác. Hoạt hình 3D của Trung Quốc ngày càng được trau chuốt tỉ mỉ, không chỉ về mặt nội dung, hoạt phim thì không thể bỏ qua. Phim hoạt hình 3D Trung Quốc chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, bắt đầu từ những bộ đầu tiên như Tần Thời Minh Nguyệt, dần dần từ đó tới nay ngày càng xuất hiện nhiều bộ phim hấp dẫn hơn. Và không dài dòng nữa, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 10 bộ phim hoạt hình 3D Trung Quốc ăn khách mà bạn chưa biết. Nếu các bạn đã trót mê thể loại phim kiếm hiệp, chưởng pháp, quyền cước, công phu thì đây sẽ là những bộ phim mà bạn không thể bỏ qua. Đây sẽ là danh sách phần 1, mình sẽ liệt kê đầy đủ tất cả bộ phim hoạt hình 3D Trung Quốc cho các bạn, mong các bạn ủng hộ. Tứ Hải Kình Kỵ là bom tấn của nền điện ảnh 3D Trung Quốc, kể về một vị hoàng đế vì tham vọng trường sinh bất lão mà đã đem hạm đội của mình xuống chinh phạt Nam Dương nhằm tìm kiếm Phật đảo để thỏa mãn ước nguyện của ông ta. Chính lúc này ông lại băng hà và thái tử Kiến Văn chính là kẻ đã mưu hoành thích hoàng đế. Liệu mọi chuyện có thật sự như vậy không? Để trốn tránh tội, cậu không dám quay lại kinh đô, phải bỏ trốn và lang thang trên biển. Lúc này vì sự ra đi của vua mà triều đình trở nên lục đục, tranh giành ngôi vua. Trên đường chạy trốn, cậu kết bạn được với một nữ ninja đông doanh, hậu nhân thủy sư Mông Cổ, chuyên gia khoa học phương Tây. Cùng lúc này, mọi người đều xem thái tử Kiến Văn sẽ làm như thế nào và âm mưu của các thế lực hắc ám đằng sau dần dần được hé lộ. Thương Thần Ký là bộ phim hoạt hình giả tưởng nói về hai thế lực Thâm Hải và Hoang Xà. Sự bí mật về phó gen ra đời thúc đẩy sự tăng cường chưa từng thấy về sức mạnh.
tạo nên một làn gió mới cho dòng phim kiếm hiệp Trung Quốc, không lạ lẫm gì với những đồ họa 3D sắc nét, nội dung ấn tượng. Địa Linh Khúc nói về tam đại đổ đấu thế gia Trương, Hàn, Tào đã liên thủ với nhau để cứu giúp dân lành, làm sáng tỏ dị tượng, hành trình ẩn giấu một bí ẩn lớn lao, từ đó xoay chuyển vận mệnh của Long Mạch Hoa Hạ. Trương Thiên Khải là một thanh niên có đức tính hiền lành, lương thiện, sẵn sàng cứu giúp mọi người khỏi dầu sôi lửa bỏng. Anh đã dẫn một tiểu đội trải qua hành trình hiểm nguy, xâm nhập Lâu Lan, mộ cổ chữ Thiên, hung hiểm khó lường, cửu tử nhất sinh. Tại đây một cuộc hành trình của anh bắt đầu, những cuộc gặp gỡ mới, những ký ức đã biến mất dần xuất hiện trong anh. Từ đó anh từ một người bình thường lại có một sức mạnh phi thường xuất hiện. Tái hiện sinh tử là câu chuyện xoay quanh thiếu niên Ngụy Tự Tử, là một sát thủ nhưng do mất trí nhớ trong một vụ ám sát nên cậu đã quên đi tất cả người thân, gia đình và nhà của mình. Tự tử phải dựa vào việc làm thêm để kiếm sống. Trong một chuyện ngoài ý muốn, đột nhiên cậu bộc phát ra năng lực là nhìn thấy ký ức của người đã chết và có thể thấy rõ kẻ giết người. Với năng lực uy ẩn ấy, cậu giống như Conan đi đến đâu người chết đến đó. Nói giỡn vậy thôi, với năng lực bí ẩn, cậu gặp một cô cảnh sát và hai người cùng chung tay phá các vụ kỳ án bí ẩn. Nhưng dần phá án, cậu lại lún sâu vào những bí mật siêu nhiên mà cậu không hề hay biết. Đấu Hồng Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên. Câu chuyện kể về âm mưu tiêu diệt linh thế tôn giả của nhân loại, được Đấu Hồng Vệ phong ấn, kiếm trình huyền hoàng. Khi đất nước rơi vào tình trạng hỗn loạn, dục vọng nhân loại tăng lên, khiến các thế lực tà ác nổi dậy, hơi thở đen tối dày đặc khiến cho kiếm huyền hoàng bị ăn mòn. Bấy giờ xuất hiện một cậu thanh niên nghèo rớt mồng tơi, Trương Xuân Phong, đã thấy còn là loại hạng hai, bị bạn gái bỏ. Sau khi đuổi theo một tờ vé số thì gặp một chiếc xe chở một quan tài băng. Sau một vài sự cố, cô gái tên là Minh Nguyệt cứu cậu ra, và sau khi hôn thì cậu ta đã thức tỉnh đấu hồng. Kể từ đó, con đường tìm kiếm những đấu hồng vệ khác xoay quanh Trương Xuân Phong và thiếu nữ Minh Nguyệt bắt đầu. Dị Thế Giới Trung Dược Phổ. Phim này thì mình đã thấy ở trên YouTube, nhưng ở trên web thì mình vẫn chưa thấy, thì các bạn hãy chờ các admin cập nhật. Tôn Gia Hữu, người sinh ra trong một gia đình dược thảo, nhưng không may đã được chuyển đến dị giới tại Dị Thế Đại Lục do cơ quan của cửa hàng thuốc của gia đình mình. Tại đây cậu tiến hành chữa bệnh cứu người với những thảo dược của cửa hàng, nhưng đã chạm đến lợi ích của các linh sử. Rồi cậu ấy đã cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn giữa các gia tộc của vương quốc, các linh sử. Chúng ta hãy xem nhân vật chính có thể vượt qua các thử thách và hồi sinh cửa hàng thuốc cổ truyền Trung Quốc giữa những cuộc đối đầu sắp diễn ra.